Giảm 6kg thần tốc như Idol Quop, bí quyết đơn giản ai cũng làm được. Sở hữu đường nét thanh tú, ngọt ngào, nhưng trong quá khứ, Suho từng nhận không ít nhận xét vì vóc dáng có phần hơi đầy đặn, kém thon gọn. Đặc biệt, khi đứng cùng các thành viên cùng nhóm có vóc dáng đều mảnh mai, Suho càng khiến nhiều người chú ý về cân nặng. Tuy nhiên, sau thời gian tập luyện Pilates kết hợp ăn uống theo chế độ, người đẹp sinh năm 2000 đã hoàn toàn lấy lại vóc dáng mảnh mai, săn chắc. Thời gian gần đây, Suho đã lấy lại phong độ nhan sắc cùng vóc dáng chuẩn chỉnh khi xuống mức 44kg. Thực đơn của nữ idol cũng được hé lộ như sau: bữa sáng, một quả táo, sữa chua ít béo. Bữa trưa, cơm gạo lứt với kim chi và một số món ăn kèm bao gồm cả đậu. Bữa tối, một củ khoai lang, một phần ức gà. Ngoài ra, nữ idol cũng hạn chế tối đa việc ăn vặt, nhất là những món ăn chiên rán, nhiều dầu mỡ hay các món ăn mặn. Thậm chí, Suho còn phải từ bỏ cả các món hầm và súp vì chứa nhiều calo. Cô cũng từ bỏ thói quen ăn khuya cũng như không ăn trong lúc di chuyển bởi sẽ dễ làm cơ thể nhanh đói. Thực đơn của Suho được đánh giá là rất ít calo nhưng vẫn khá lành mạnh, hợp lý vì chứa nhiều nhóm thực phẩm từ tinh bột, chất đạm cho đến chất xơ.